Gì dạ. không? Dạ. À. đổ phẩm đâu? Đây nè Làm gì mới có mấy chai mà xỉn dữ vậy? ngày sao đồ nó xuống á Làm gì ấy? mặt buồn, buồn 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 Giận hờn tôi gì á? Đâu có Tại vì hôm nhậu Thiếu thiếu hả? À? Thiếu 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 mồi phải không? Có mồi mình bao la Mình bao la Thiếu đây là mình thiếu nhân sự À hiểu rồi Thường thường là ba anh em cùng nhậu phải không Đấy đó. Hôm nay còn có hai người buồn quá không Thì đó thiếu bạn đồng hành bạn tâm giao Thiếu không? chiến hữu đó. <laughs> Mà không biết hôm nay chạy chung ở đâu không thấy mặt mũi trả sáng giờ ta Đây nè Ta à, hả? chồng hả? À, cha trong tao mà đâu 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 cha chết chắc linh lắm mới nhắc cha cha xuất hiện liền hả à. À, nói nghe đang nói nghe à. <laughs> cha nội này cái mũi chả dạ, cứ nghe mùi rượu là ta bắt tới nơi luôn dạ, ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống hả? ngồi mũi như chó bạc đê vậy <laughs> 89 đang quay đây cha anh gì ừ. nè. Ủa anh nói chuyện gì mà quá trễ mà sao quạo ngang trời ông nội. Ừ. Bực mình từ sáng tới bây giờ chịu không nổi nè. Thôi mà cái chuyện gì bực mình là chia sẻ với chiến hữu coi. À nghe. tức mà không ngủ được luôn. Tức mà bây giờ nói không được luôn. Ừ, tức. tức, tức, mà. tức mà, gì? Sao? Con vợ tôi. Nó thấy tôi nhậu. Nào. Nhậu nhiều quá. À. Nó bắt tôi đi khám khám bệnh. Trời nó bắt ông đi khám bệnh là nó thương ông nó lo cho ừ, ông đúng. mắc mớ gì ông phải bực nó nó tôi nè coi tôi cũng là dân nhậu nè tôi nhậu mà thấy tôi ngon lành nhẹ thật ra trong lục phủ ngủ lặng tôi nó bấy ngày hết trơn rồi nó, nó rồi. bị giống như là chưa găng của trứng chạy giữa cái bụng trăng băng á <laughs> nếu mà như vậy thì ai nói làm gì còn của tôi là khác ừ là sao nó nói là con bác sĩ ừ. nổi tiếng lắm ông à. này là coi như vừa khám bệnh mà có minh họa nữa Đấy có à, phim hoạt hình hay sao mà có phim hoạt quạ chồng hả à? bởi vậy mới thấy mới thấy ghét hả à? nó biêu kêu tôi lại cho ông bác sĩ đó đó ừ. à. vô mà trong lúc mà chờ khám đó à. thì có một cái ông kia cũng dân nhậu chuyên nghiệp giống như tụi mình vậy đó à. đồng sao? bọn với mình đồng bọn ờ à, ừ. nhậu ngày nào cũng nhậu cũng vô đó khám đó à. thì à. ông kia vô ngồi vô bàn chuẩn bị ông không có đem ống chích đồ ra mà ông đem hai cái xô đó hai cái xô một à. cái xô đựng rượu à. một cái xô đựng nước à. <laughs> à. ông dẫn thêm ra một con bò nữa Dạ. À. gì vậy ông chỉ cho ông kia coi ông nói à. coi nè Bỏ thả con bò ra thì con bò lại chọn đúng cái xô nước đó uống. Thấy không? Ông có nói ông kia thấy không? Con bò đó cái thứ ngu nhất đó còn biết chọn xô nước để uống. À. Thấy không? À. Tại sao ông không biết cái tác hại của rượu? À. Không thấy sự kinh khủng của rượu mà cứ uống rượu hoài vậy? Uống đi, uống đi, uống. Rồi, càng càng tác hại thì tác hại, vô mình phải vô. vô rồi. Vô. 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 <laughs> vậy á? Ông kia đó, đứng lên cảm ơn rối rít đi về ngay, à, Xong rồi cái kêu tao vô Ngồi đúng ngay cái ghế của ông kia luôn <laughs> Biết rồi Ông bác sĩ đem một xô rượu và một xô nước ra Với con bò nữa à. à, đúng rồi Ông rồi. có nhiêu đó y chang mà Rồi rồi rồi, bài thuốc đất kết quả sao Ông chỉ kìa thấy không Coi con bò kìa Con bò lại chọn đúng ngay cái xô nước uống nữa à, Ông nói thấy không Theo ông, ông chọn xô nào Tôi nói tôi chọn xô rượu Ông chửi tôi, ông nói Ông đúng là ngu như heo Ủa? Ủa tại sao chửi ông ngu như heo? À. Mới tức, mới tức. Ông nói là chỉ có con heo mới ăn hèm thôi. Rượu là hèm, ông uống rượu là ông ăn hèm giống con heo. <cười> <cười> ông bác sĩ này thâm thúy thiệt. <laughs> thâm thúy thì tôi chửi lại liền. Ông chỗ lại nữa sao nữa? Dặn à. hết đủ rồi. À. À. à, Lên rồi, à. máu lên, máu lên trời rồi. Rồi sao à. nữa? Tôi hỏi ông nè, tôi hỏi ông một câu nè. À. Theo ông thì ông chọn xô rượu hay xô nước? Rồi ông trả lời sao? Ông nói ông chọn xô nước. hả? À. <laughs> Rồi. tôi nói ông nè ngu như bò đúng không con bò cũng chọn xuống nước ông cũng chọn xô nước thì ông giống con bò là ai ừ. à. 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 Hay quá hay quá ai quá. Ừ. Quá, ừ. quá công nhận người ta nói uống rượu là nó hại hại não hại gan sao uống rượu Anh thông minh mà thông minh mà chính mất quy định luôn trời ơi kể từ ngày hôm nay xong cái vụ này phải uống bốn năm lít một ngày đó nhưng mà tôi về nhà thì bị con vợ tôi nói chửi tôi Ủa? từ sáng giờ mà vợ mất mới gì phải chửi anh vậy à, tại à? vì tôi nấu gì ông đâu có khám cho tôi đâu à. tôi về nhà không có kết quả xét nghiệm cho nên bà chửi tôi à. trời ơi nói tới nó lui bà không? nói là mốt tôi nhậu là bà bỏ tôi chết luôn không cho đi khám bệnh à. nữa bởi vậy thiệt á nói thông minh uống rượu vô phải thông minh à. Như tôi nè à. trời ơi đời nào tôi nhậu về mà vợ tôi nhìn thấy cái mặt tôi hả bước tới nè muốn nói chuyện với tôi là phải quỳ xuống à sư phụ dạ à, vụ này mới à cường quỳ, ừ. quỳ, xuống, dạ. quỳ xuống nói chuyện hả quỳ xuống mới nói chuyện được với tôi à, có phương á. pháp nào thuốc men vào mà chỉ tao qua cường tại vì cái... mỗi lần tôi đi nhậu về sao nó chửi tôi à. tôi chui xuống gầm giường tôi trốn nó phải quỳ xuống mới nói chuyện được với tôi Trời dạ. ơi. Dạ. Ừ. mấy ông là mất mặt quá à. tôi nói cho mấy ông biết nha bây giờ nè mình là bạn thân coi như là có gì cứ gặp tôi tôi chỉ kinh nghiệm tôi chỉ cách nào mày mình là thân mà bạn thân thân ai nấy lo mà tôi là cái gì, cái gì, cái gì cái chỉ gì, cái kinh gì, cái... nghiệm của tôi cho mấy ông biết tôi đi nhậu về là bao giờ vợ tôi cũng làm bằng mọi cách cho tôi được nở mày nở mặt với mọi người lao mặt cho ông phải không tắm rửa chuyện nhỏ sẽ đồng thôn cho ông chuyện nhỏ hết ta à, đã chăn chuyện nhỏ trời ơi chứ sao mà ông được nở mày nở mặt sao tát cái mặt tôi pop 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 bốn năm cái mặt nở là tất nhiên rồi <laughs>